Giờ thì còn chưa về nữa. Ủa? Sao bà về sớm vậy ạ? Giáng sinh vui vẻ nha. Ờ, Giáng sinh vui vẻ. Mà sao bà về sớm quá vậy? Về ngủ, thức nguyên một đêm để viết lại bài hát mà nó xỉu luôn à. Thôi, tôi vô ngủ nha, bà đừng có đánh thức tôi dậy á. Ờ, vậy hả? Biết nói dối quá ha. Thức nguyên một đêm phải viết bài hát không? Hay làm gì? Đó. Chà, không ngờ anh cũng khéo tay của ta. Trang trí cây thông Noel á, nhìn cũng đẹp dữ. Đương nhiên rồi, cái gì mà anh nhúng tay vô á, đều đẹp hết á. Em đốt đuốc hết Sài Gòn rồi đi. Em kiếm có một người chồng cũ nào tốt với vợ như anh không? Một người chồng mẫu mực, chuẩn không cần chỉnh. Thầy gớm. Người thầy gớm. Em nói là anh đó. Anh. Nín, nín. Con trai của mẹ. Chắc là đói bụng rồi. Cha nào con nấy ha. Đẹp trai như ba đó chị. Anh nghĩ sao vậy? Thấy đẹp trai như vậy á là nhờ giống mấy cái nét đẹp của em. Anh nhìn đi nè, cái mũi kìa cao và nhỏ xíu à, còn cái miệng giống như hình trái tim, nhất là con mắt đó nha, con mắt to trời giang mắt em vậy. Em nghĩ sao vậy? Sao giống em được? Giống anh chứ, mắt thật to nhanh, miệng nó rộng nhanh. Anh nói sao giống nè? Anh nhìn kỹ đi, anh nhìn kỹ con mắt của anh đi, con mắt của anh nhỏ xíu hả? Còn nhìn con mắt của em đi, mắt em cũng mới to nè, còn cái mũi của anh rất là bự gần chết hả? Mũi em thì mới nhỏ, còn nè cái miệng của anh đó, thấy không? Cái miệng của anh làm sao mà hình trái tim giống như cái miệng của em được? Cái miệng của em á, cái miệng ăn nhiều, miệng 38. Mắt của em mắt lộ. Nó đẹp giống em hả? Phải đẹp giống anh, chuẩn như anh. Đẹp giống em nè. Cái nét của nó đúng là cái nét mà kiểu gọn gàng, thon gọn luôn á nè. Nhìn đi, để đi cái miệng trái tim của em thấy không? Còn nè, cái mũ của anh nó bự gần chết rồi, đó là con giống anh. Chứ sao vậy? Giống anh. Giống em. Giống anh. Giống em. Thôi, được rồi, giống cả hai được chưa? Vậy thì còn được. Ừ. Nè, anh mở mang cho em đi.
gọi đặt phòng bên em vào ngày 24 tháng 12. Em gọi để xác nhận với anh ạ. Xin lỗi, tại vì lâu quá nên quên. Vậy anh vui lòng xác nhận lại chuyện đặt phòng và chuyển khoản phần còn lại vào hôm nay được không ạ? Ờ, tại vì mọi chuyện cũng đã thay đổi rồi. Vậy anh có muốn hủy phòng không ạ? Để chút đi, cho tôi đến cuối ngày nha. Tôi sắp xếp công việc rồi tôi gọi tôi xác định lại nha. Ai vậy? Đợi xíu. Ủa? Anh qua đây chi vậy? Nói gì vậy? Nói vậy là ý muốn anh đi về đi đó hả? Ở bên nhà ăn uống ồn quá cho nên trốn qua đây. Mày dự hiện đâu rồi? Đi ra ngoài mua đồ rồi. Cái gì vậy? Em đang viết bài mới hả? Bên mì ăn liền á đang đặt em viết một bài quảng cáo, giờ em đang viết nè. Ê, hay là bây giờ có anh ở đây em hát thử xong rồi anh cho em ý kiến nha. Ờ, nghe thử nha. Bài để tâm huyết của em đó. Cùng nhau ngồi ăn mì là ăn tì tì, cười khì khì. Mai mì là mì khói chê, mì khô mì ướt đều là mì hết. Chê biên kêu nào thì mì cũng chỉ là mì thôi. Sao sao, hay không? Bà hát gì mà kiểu vậy? Bên đó mà nhận cái này của em chắc phá sản quá. Em sáng tác sao mà nó không chê? Mệt thiệt á. Ngày mai á họ lại giao cho người ta rồi mà em còn chưa sáng tác xong nữa nè. Giờ sao ta? Không được hả? Nè, em còn nhớ năm trước á, mình có đặt phòng ở resort tình yêu. Ngày mai tới ngày nhận phòng rồi đó. Ừ, anh nhắc em mới nhớ á, lâu quá rồi mà. Thì quỷ cũng được, nhưng mà mình mất tiền cọc á, 2 triệu á. Trời, sao uổng quá vậy? Tại lúc trước á, em là người muốn đi, cho nên anh qua đây hỏi ý kiến em xem sao. Mà anh có muốn đi không? Nếu như em đi thì anh sẽ cố gắng sắp xếp. Nhưng mà em với anh ly dị rồi, tự nhiên đi du lịch chung với nhau thế hơi kỳ á. Cũng kỳ thiệt. Thôi, để anh quỷ nha. Em khoan đã. Quỷ thì tự nhiên thấy uổng quá. Nếu như anh không có ngại á thì mình cứ đi với nhau nha. Ừ, vậy thì mai đi sớm nha. Để lát anh về anh đặt xe. Bà Diệu Hiền này đi đâu tới giờ này còn chưa có về nữa. Ủa, bà đi mua đồ gì mà tới giờ này mới về vậy? Tôi về lâu rồi. Mà tại tôi thấy bà thầy Phúc qua cho nên để cho hai người nói chuyện. Ừ. Nè, tôi với ảnh á đang định đi chơi xa với nhau á. Mà tôi đang phân vân quá à, không biết có nên đi hay không nè. Có, vui mà, bà đi đi. Tại vì hai đứa ly dị rồi mà đi chung với nhau á, tôi thấy kỳ kỳ sao á. Thực ra tôi thấy bà với thầy Phúc chỉ là ly dị trên giấy tờ thôi mà, chứ hai người còn tình cảm với nhau lắm. Hay là không mấy, bà với thầy Phúc vì cô Bo mà quay lại với nhau đi. Chứ con cái mà lúc nào cũng cần có ba mẹ đầy đủ hết á. Thôi tới đâu hay tới đó vậy. Mình nè, Noel này á, bà có kế hoạch gì chưa vậy? Rồi, tôi có rồi. Hả? À, nhỏ bạn tôi á, nó giới thiệu đồng nghiệp của nó cho tôi. À, nên tính đi gặp nhau coi làm sao nè.
Trời ơi, sắp có bồ rồi nha. Alo, sao?